nhà chồng. Rau rau rau. Rau rau. Hết tiền lãi luôn. Rau nhà chồng. Rau rau rau. Mưa quá cho nên là phải giăng mấy cái này lên, giăng lưới lên để đỡ mưa hư lá, với lại nắng trực tiếp nó vô cũng cháy lá. Cho nên là phải có lưới mới được. Còn cái ruộng rau bên kia của mình nó đang cho người thu hoạch rau dền. Khổ qua thì chưa nè. Khổ qua mai đi thu hoạch. Bữa nay là thu hoạch cái này trước. Dền trước. Ao nó sâu lắm đó, có chẳng lọt xuống đó.